Kính chào quý vị, quý vị đang nghe bản tin 11 giờ 30 của báo Người Lao Động hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 4. Kính mời quý vị cùng lắng nghe những thông tin đáng chú ý ngay sau đây. Ngày 25 tháng 4, Báo Người Lao Động tổ chức diễn đàn kinh tế Việt Nam 2024 với phiên thứ hai về chủ đề gỡ khó về vốn và thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu để bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ, tạo động lực cho cộng đồng doanh nghiệp. Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo bộ, ngành, lãnh đạo ngân hàng nhà nước, tham tán thương mại, thương vụ nước ngoài, lãnh đạo hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, hoạt động xuất khẩu trong quý 1 2024 có nhiều khởi sắc, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 93,06 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù vậy, Bộ Công Thương cho rằng hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong năm 2024, nhất là xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm như châu Âu, châu Mỹ sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Trong đó, việc tiếp cận vốn của doanh nghiệp vẫn còn khó khăn, lãi suất cho vay chưa giảm tương ứng với lãi suất huy động. Mới đây, tình hình Trung Đông diễn biến phức tạp với nhiều tác động tiêu cực đến doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu. Tại diễn đàn, theo ông Trần Trọng Kim, tham tán thương mại Việt Nam tại Arab Saudi, căng thẳng ở Trung Đông đã xuất hiện từ trước nhưng trong quý 1, 2024 tình hình trở nên căng thẳng hơn, lực lượng hao thi ở Yemen e vẫn thường xuyên gây bất ổn vào các nhà máy lọc dầu tấn công các tàu chở hàng hóa qua biển đỏ đã gây ra các mối đe dọa nghiêm trọng đối với quốc tế làm gián đoạn hàng hóa sau cuộc trả đũa của israel và iran gần đây tình hình càng thêm căng thẳng khiến đơn hàng của doanh nghiệp việt nam giảm du khách từ việt nam không thể đến các điểm quanh khu vực trung đông diễn đàn cũng nghe đại diện các bộ ngành doanh nghiệp nêu khó khăn thách thức xung quanh câu chuyện vốn thị trường cho doanh nghiệp xuất khẩu và các vấn đề liên quan từ đó cùng tìm giải pháp tháo gỡ Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25 tháng 4, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ. Ngày 26 tháng 4, phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng kê gắt và đặc biệt kê gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ấm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%. Cảnh báo, từ ngày 27 tháng 4, nắng nóng có xu hướng gia tăng về cường độ ở khu vực Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và có khả năng mở rộng ra các nơi khác thuộc Bắc Bộ nắng nóng trên cả nước có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng cấp 1. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gây gắt, kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư, do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, độc quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Tại hội nghị trực tuyến sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý 1 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã đề nghị cần xử phạt nguội đối với người điều khiển xe máy vi phạm giao thông. Bộ trưởng Giao thông Vận tải cho rằng thời gian qua các hoạt động tuần tra kiểm soát vi phạm theo chuyên đề đặc biệt là vi phạm quy định nồng độ cồn, quá tải, ma túy đã góp phần rất lớn trong kéo giảm tai nạn giao thông, được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ hiện nay, sự phạt ngồi ô tô đã làm rất tốt, nhưng vi phạm của người điều khiển xe máy xảy ra rất nhiều. Bộ trưởng Giao thông Vận tải đề nghị cần tăng cường kiểm soát, có hình thức xử phạt ngồi đối với phương tiện này. Theo ông Thắng, hiện nay xe máy vẫn là phương thức đi lại chủ yếu của người dân, chiếm tới 80 đến 90% lưu lượng giao thông trên đường. Việc cải thiện hành vi của người đi xe máy chắc chắn sẽ giúp kéo giảm tai nạn giao thông hơn nữa trong thời gian tới. <laughs> Bốn đoạn quốc lộ đi qua thành phố Hồ Chí Minh gồm quốc lộ 1, quốc lộ 1K, quốc lộ 22 và quốc lộ 50 đang được các địa phương lấy ý kiến người dân về việc đổi tên. Việc lấy ý kiến sẽ được các địa phương tổng hợp gửi về Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, quốc lộ 1 có 3 đoạn được đề xuất đổi tên. Đoạn 1 từ nút giao Thủ Đức, ngã ba trạm Hai Cũ đến nút giao An Sương đi qua thành phố Thủ Đức, quận 12, dài 21 km, dự kiến đặt tên đổ 10. Đoạn 2 từ nút giao An Sương đến dòng xoay An Lạc, quận 12, huyện Hóc Môn, quận Bình Tân, dài 14,2 km, dự kiến đặt tên Lê Đức Anh. Đoạn 3, từ dòng xoay An Lạc đến tranh tỉnh Long An, quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, dài 9,4 km, dự kiến đặt tên Lê Khả Phiêu. Quốc lộ 1K, dự kiến đặt tên quảng cầm cho đoạn từ quốc lộ 1 đến tranh tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức, chiều dài 1,8 km. Quốc lộ 22 có hai đoạn được đề xuất đổi tên. Đoạn 1, từ quốc lộ 1 đến cầu An Hạ, huyện Hóc Môn, quận 12, dài 10 km, dự kiến đặt tên Lê Quang Đạo. Đoạn 2, từ cầu An Hạ đến tranh tỉnh Tây Ninh, huyện Củ Chi, dài 20 km, dự kiến đặt tên Phan Giang Khải, quốc lộ 50. Dự kiến đặt tên Giang Tiến Dũng cho đoạn từ cầu Nhị Thiên Đường đến tranh tỉnh Long An, quận 8, huyện Bình Chánh, chiều dài gần 11 km. Dự kiến đặt tên Hoàng Cầm cho đoạn từ quốc lộ 1 đến tranh tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức, chiều dài 1,8 km. Giá vàng trong nước sáng nay, 25 tháng 4, bất ngờ giảm trở lại, rớt khỏi mốc 84 triệu đồng mỗi lượng. Lúc 9 giờ 45 ngày 25 tháng 4, công ty SCC niêm yết giá vàng SCC mua vào 81,5 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 83,8 triệu đồng mỗi lượng, giảm 700.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua. Bất ngờ là giá vàng miếng SCC có sự cách biệt đáng kể giữa các doanh nghiệp. Tập đoàn Doji bán ra vàng SCC 83,7 triệu đồng mỗi lượng, trong khi công ty PNJ bán ra vàng SCC lên tới 84,3 triệu đồng mỗi lượng, giá vàng miếng biến động mạnh trong bối cảnh giá thế giới dao động trong biên độ hẹp hơn. Trong khi đó, giá vàng nhẫn và vàng trang sức 24K các loại cũng dao động trong biên độ hẹp. Sáng nay, giá vàng nhẫn được doanh nghiệp niêm yết mua vào 73,1 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 74,8 triệu đồng mỗi lượng, giảm 100.000 đồng so với cuối ngày hôm qua. Quý vị đang nghe podcast 11:30 của báo Người Lao Động. Sau đây là phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ký thành luật gói viện trợ nước ngoài bao gồm gần 61 tỷ USD cho Ukraine. Ông Biden cho biết Mỹ đảm bảo các chuyến hàng viện trợ sẽ bắt đầu được chuyển giao ngay lập tức trong vài giờ tới. Gói viện trợ trị giá tổng cộng 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD hỗ trợ Ukraine, 26 tỷ USD cho Israel và 8 tỷ USD cho khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Theo Đài CNN Phát biểu từ Nhà Trắng sau khi ký luật, ông Biden nói rằng đây là một ngày tốt lành cho nước Mỹ, một ngày tốt lành cho Ukraine và một ngày tốt lành cho hòa bình thế giới. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh gói viện trợ này sẽ làm cho nước Mỹ và thế giới an toàn hơn, cũng như giúp Washington tiếp tục vai trò lãnh đạo của mình trên thế giới. Ông Biden đã hối thúc các nhà lập pháp Mỹ trong suốt nửa năm qua để phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine. Cuối cùng, Thượng viện Mỹ chính thức thông qua các dự luật này với số phiếu áp đảo 79 phiếu thuận, 18 phiếu chống vào ngày 23 tháng 4. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joe Kalan ngày 24 tháng 4 tuyên bố quân đội nước này đã hạ một nửa số chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon. Sau khi tổ chức một cuộc đánh giá tại Bộ Chỉ huy Phân khu Bắc của lực lượng phòng vệ Israel IDF ở khu vực Sebdev, Bộ trưởng Kalan xác nhận một nửa số chỉ huy của lực lượng Hezbollah ở miền nam Lebanon đã bị loại trừ. Nếu còn lại chạy khỏi miền nam Lebanon, ông Kalan nhắc lại mục tiêu chính yếu tại mặt trận phía bắc là loại bỏ mối đe dọa từ Hezbollah để hàng chục ngàn người dân phải sơ tán khỏi khu vực giáp tranh biên giới với Lebanon được trở về nhà. Theo tờ tham hợp Israel, phát ngôn của Bộ trưởng Quốc phòng Israel được đưa ra khi IDF tiến hành đợt tấn công lớn nhằm vào hàng chục địa điểm của nhóm Hezbollah. Đợt tấn công được tiến hành vài giờ sau khi Hezbollah bắn tên lửa chống tăng vào một cộng đồng dân cư ở miền bắc Israel kể từ ngày ngày mùng 8 tháng 10 năm 2023, một ngày sau khi quân đội Israel bắt đầu chiến dịch tấn công vào giải Gaza, Hezbollah đã tấn công các cộng đồng và đồng quân sự của Israel dọc biên giới gần như hàng ngày. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục 11 giờ 30 ngày hôm nay. Ekip thực hiện chương trình, Mỹ Quyên, Thanh Long xin được chân thành cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.